Chào các bạn nha. Thì hôm nay đàn heo của mình, các bạn, mình sẽ cho nó ăn buổi sáng. Thì mình cũng mới cập nhật giá hôm nay các bạn. Giá hôm nay thì mình cũng mới nắm thôi. Thì nói chung mình cũng xem những cái báo giá trên thị trường để mà mình tham khảo. Thì để mà mình biết rồi thì mình báo cho các bạn xem để mà các bạn nắm. Thì các bạn cũng tham khảo nhiều nơi để các bạn đưa ra một cái giá hợp lý nha. Chứ mấy ngày qua thì mình thấy nó tăng rất là mạnh. Nói chung hôm nay nó đã vượt mốc 80, có nơi nó vượt mốc 80 rồi các bạn. Thì hai tuần trước nó nằm ở mức giá tầm từ 75 đến 78 ngàn đồng một ký, nhưng mà hôm nay nó có thể lên là từ 77 đến là 80 ngàn đồng. Anh em mình nuôi heo thì nên nắm giá thường xuyên mỗi ngày nha các bạn. Thì mình cũng nắm giá rồi mình sẽ báo lại cho các bạn xem để mà các bạn tham khảo thêm. Anh em mình nuôi heo thì trông nhờ có giá nha các bạn. Còn các bạn bán heo mà các bạn không tham khảo giá thì có khi các bạn bán rớt giá uổng. Thì mình thì nói chung ở khu vực miền Nam này mình chỉ nắm giá ít chỗ mà nó báo, một số nơi nó báo các bạn. Thì mình sẽ báo lại cho các bạn xem để mà các bạn tham khảo cho vui nha. Cái giá ở Đồng Nai là từ dao động 78 đến 80 ngàn, là coi như nó muốn vượt mốc 80 rồi các bạn. Thì nói chung là hai tuần qua nó tăng lên liên tục, mà giá nó coi như là ngày nào cũng có tăng, từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng trên ký. Còn Bình Dương, Bình Phước thì nằm ở mức giá từ 76 đến 78.000 đồng. Long An thì cái giá nằm ở mức 77 đến 80.000. Bến Tre từ 78 đến 80.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau thì nằm ở mức giá từ 74 đến 77.000 đồng trên ký, cũng tăng hơn ngày hôm qua 2.000 đồng đến 1.000 đồng ký. Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang nằm ở mức giá từ 74 đến 75.000 đồng trên ký, cũng tăng so với hôm qua là 1.000 đồng ký. Sóc Trăng từ 75 đến 77.000 đồng một ký. Đồng Tháp từ 75 đến 77.000 đồng một ký. Trà Vinh thì nó nằm ở mức giá 76 đến 78.000 đồng một ký. Thì các bạn nên nắm thêm cái bảng giá trên thị trường, nói chung cũng có nhiều nơi để báo cho các bạn, các bạn tham khảo thêm để mà các bạn nắm cho nó chắc, rồi các bạn có heo sức chuồng cho nó ổn định giá. Thì giá cả mình cũng nắm là nắm sáng nay, thì mình cũng thông báo cho các bạn để các bạn có nuôi heo các bạn nắm để mà các bạn tham khảo thêm, để mà mình có sức ra đàn heo nó có giá như các bạn. Để khi mình chưa biết thì mình bán nó rất là ổn, vì mấy hôm nay nói chung hai tuần nay nó sẽ vượt lên liên tục, mình phải nắm giá thường xuyên. Khi heo đang lên mình bán giá thấp tại ổn. Các bạn thấy hay nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, tạo cho mình thêm động lực để mình làm nhiều video mới. Thì đàn heo này của mình cũng nuôi thúc để mà mình bán Tết. Thì chuyến heo này của mình thì nó cũng nằm tầm 70 rồi các bạn. Thì mình cũng cố gắng nuôi thêm vài tuần nữa để cho nó mau lớn để mà mình xuất chuồng. Những tháng mà gần Tết thì mình nghĩ là có lẽ là nó cũng có thể là nó cao nữa các bạn. Thì mình đoán vậy thôi, nhưng mà mình cũng không biết thị trường nó có ổn định lại thì có thể là nó cũng hạ không chừng. Thì mình là người chăn nuôi thì mình mong là mình đón như vậy thôi, chờ cơ nó có lên thì mình bán.
xong rồi các bạn ơi. Đó. Thì đàn heo này của mình này cũng được 11 con nè. Lớn cũng đều rồi. Trong heo thì nó cũng rất là mau lớn. Mình cho nó ăn nhiều cử thì nó sẽ mau lớn nha các bạn. Còn các bạn cho ăn cắm khô thì nó tiện lợi hơn mình. Còn ở đây thì nói chung là quy mô gia đình mình chỉ nuôi ít ít nhỏ lẻ như thế này thì mình tạo điều kiện cho nó ăn thêm những thứ khác, mình cho nó ăn đủ thứ thôi các bạn ơi. Mình chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc.